Bây giờ, mỗi khi đau ốm, bà mong mẹ Vương đã có thể tự đi ra trạm xá để được các quân y kiểm tra, tư vấn hướng dẫn cách chữa trị. Không như trước đây, mỗi lần đổ bệnh, con cháu đi lấy lá về cho bà uống, đến khi không thể chữa được mới ra trạm xá của xã, cách hàng chục cây số đường rừng để khám. Mẹ bị đau dạ dày, ra đây nhờ các chú khám bệnh, tuổi cao rồi không đi xa được. Các chú rất nhiệt tình, mẹ cảm ơn nhiều. Trạm xá quân dân y bản Hồi Bắc được Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An triển khai từ năm 2013. Nơi đây là địa điểm chăm sóc sức khỏe ban đầu cho hàng trăm hộ đồng bào dân tộc Khơ Mú, Thái và Mông thuộc 8 bản xa nhất của xã Bắc Lý. Người dân đến đây đều được khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí. Chỉ những bệnh nhân nặng mới phải chuyển lên tuyến trên điều trị. Trong năm 2021, trạm xá đã trực tiếp khám và cấp thuốc miễn phí cho hơn 600 người dân. Thế là bà con ở đây là những cái bệnh là ví dụ như bệnh về thần kinh này, để đau cơ xương khớp này, để bệnh cao huyết áp này, để bệnh về trẻ thì bệnh run sán. Đấy. Đây những cái bệnh trong thời gian chuyển mùa thì có thể là xảy ra những cái bệnh cảm cúm ạ. Đấy. Với những cái bệnh dạ dày, tiêu hóa. Hiện nay trên tuyến biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đang triển khai 6 phòng khám quân dân y và 2 tủ thuốc biên cương. Ngoài khám chữa bệnh, các bác sĩ nơi đây còn là những tuyên truyền viên, khuyến khích bà con trên địa bàn chăm sóc sức khỏe, xây dựng kế hoạch hóa gia đình và đặc biệt là phòng chống dịch COVID-19. Ở địa bàn mà có bà con đồng bào dân tộc và có những người công dân lao động ở xa về ấy, thì cái tình hình mà dịch bệnh là nó tiềm ẩn nguy cơ rất cao mà đã có xâm nhập vào địa bàn. Đối với đồn biên phòng thì đặc biệt là cái phòng khám quân dân y Hồi Bắc và cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng thì luôn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bà con và đặc biệt nhất là cũng qua cái cấp phát thuốc và hướng dẫn khám sức khỏe cho người dân thì cũng song song với cái việc là tuyên truyền cho bà con nhân dân ở nơi đây là làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Gần 10 năm nay, mô hình trạm xá quân dân y đang phát huy hiệu quả tại địa bàn biên giới Nghệ An, trở thành chỗ dựa cho đồng bào các bản vùng sâu, vùng xa biên giới. Mỗi khi ốm đau, bệnh tật, người dân nơi đây đều được khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí. Những hoạt động đó là sợi dây gắn kết tình quân dân ngày càng bền chặt trên địa bàn biên giới.